Trong bóng đá, việc các cầu thủ tỏ ra bức xúc hay thậm chí là xảy ra mâu thuẫn với huấn luyện viên là điều quen thuộc. Hậu quả của những vụ việc này gây ra vô cùng to lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của huấn luyện viên hay cầu thủ đó, hoặc thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến tập thể câu lạc bộ. Nhưng căng thẳng và có sức ảnh hưởng lớn vẫn là những vụ ngôi sao quan trọng của đội bóng mâu thuẫn với huấn luyện viên. Đó là điều mà không ai mong muốn vì tầm ảnh hưởng của ngôi sao này rất quan trọng. Vụ việc mâu thuẫn giữa Yaya Toure và Pep Guardiola là điển hình cho trường hợp này. Hôm nay hãy cùng Cảm Sâu tìm hiểu lại một trong những mâu thuẫn bóng đá từ khiến cho cánh truyền thông phải tốn rất nhiều giấy mực. Yaya Toure, ngôi sao lớn của Barcelona và Manchester City. Yaya Toure đã không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ, đặc biệt là với những ai yêu mến Barcelona và Man City. Thậm chí ở City, người ta còn tôn sùng Toure là huyền thoại câu lạc bộ. Đã có báo cáo rằng huấn luyện viên Arsene Wenger nhìn thấy tiềm năng của Yaya Toure nhưng không biết nên xếp anh đá ở đâu là tốt nhất. Wenger thực ra muốn giữ Toure ở lại, nhưng những rắc rối liên quan đến hộ chiếu và bản tính thiếu kiên nhẫn làm cho Toure chán nản và chọn đến Ukraine. Yaya Toure đến Ukraine nhưng chỉ gắn bó được 18 tháng trước khi lên đường sang Hy Lạp chơi bóng cho Olympiacos. Phong độ ấn tượng của Toure ở vị trí tiền vệ khi người hâm mộ gọi anh là Vieira của bờ biển Nga trong mùa bóng duy nhất thi đấu tại Hy Lạp. Yaya Toure giúp đội bóng giành danh hiệu vô địch quốc gia. Sau World Cup 2006, Yaya Toure đến Monaco với giá 5 triệu bảng. Anh đến ngay lúc Monaco đang ngục lặng ở dưới đáy bảng xếp hạng và cũng có mâu thuẫn với huấn luyện viên Laszlo Bologna. Mọi chuyện chỉ khá hơn khi Monaco bổ nhiệm Loïc Vanille thay thế và vị tân huấn luyện viên hợp tác êm ấm với Yaya Toure, giao cho anh vai trò chính trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Nhưng mối lương duyên này chỉ kéo dài một năm. Yaya Toure nâng cấp bản thân với ba hợp đồng 10 triệu euro cùng với Barcelona vào tháng 8 năm 2007. Frank Rijkaard khá thích cầu thủ người bờ biển Nga ở vị trí tiền vệ trung tâm và sử dụng anh trong 38 trận đấu. Tuy nhiên cuối mùa đó, Barcelona chỉ cán đích thứ ba La Liga và bị loại khỏi Champions League lần cúp nhà vua. Mâu thuẫn của Toure và Pep Guardiola ở Barca. Vào năm 2010, Barca đưa ra quyết định khó hiểu là bán đi một trong những ngôi sao sáng giá nhất của mình với giá 30 triệu euro cho Manchester City. Tuy nhiên, dù sau đó cầu thủ này đã rất thăng hoa tại nước Anh, nhưng người ta vẫn phải đặt ra câu hỏi: thế quái nào mà Barcelona lại bán đi Yaya Toure, một cầu thủ có thể nói là xuất sắc hàng đầu nơi tuyến giữa? Và mọi việc cũng như người ta đồn đoán trước đó, chính Pep Guardiola là người đã khiến Toure phải ra đi. Vào tháng 10 năm 2011, tiền vệ người bờ biển Nga đã khẳng định rõ với giới truyền thông rằng anh bị Pep thúc ép phải ra đi. Bất cứ khi nào tôi hỏi về một vấn đề gì đó, ông ta luôn đưa ra những câu trả lời kỳ quặc. Ông ta chẳng thèm quan tâm gì đến tôi cho đến khi Man City đưa ra lời đề nghị. Đó là lý do vì sao tôi đã phải chọn cách ra đi. Tôi chẳng hề nói chuyện với Pep trong suốt một năm. Nếu ông ấy nói gì đó với tôi sẽ ở lại Barcelona. Tôi chẳng muốn ra đi. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở Camp Nou. Tuy nhiên, ông ta chẳng tin tưởng gì ở tôi. Mâu thuẫn giữa Yaya Toure và Pep ở Barca đầu tiên có thể lý giải là do vấn đề chuyên môn của họ đối nghịch nhau. Từ khi ngồi vào ghế chỉ đạo ở Camp Nou, Pep Guardiola đã dành mối quan tâm đặc biệt cho Sergio Busquets, cầu thủ trẻ khi đó còn chơi ở Barca B. Đó mới là mẫu tiền vệ mỏ neo mà Pep tìm kiếm, chứ không phải Toure, một người thích chạy khắp nơi trên sân và bỏ bê nhiệm vụ phòng ngự. Và rõ ràng, Yaya Toure đã thực sự không phù hợp trong cách mà Pep triển khai chiến thuật. Anh thường bị lỡ đà khi không theo kịp những đường chuyền bóng với tốc độ cao mà Pep yêu cầu. Ngoài ra, việc cứ mãi mê tham gia tấn công chính là điểm yếu chí tử, là mắt xích yếu nhất mà Pep hoàn toàn không muốn dùng. Thay vào đó, ở Busquets, anh có cho mình sự điềm tĩnh, sự chính xác và đặc biệt khả năng thoát pressing và hỗ trợ phòng ngự. Như vậy, có thể thấy rõ nguyên nhân tạo nên mối mâu thuẫn đầu tiên giữa hai người tại Camp Nou, đó là do chiến thuật. Dù trước đó, Toure được đá chính trong mùa giải đầu tiên và cứ tưởng như đã trở thành một nhân tố quan trọng của Barca. Thế nhưng, trong mắt Guardiola, Busquets phù hợp hơn triết lý của ông là Toure. Yaya Toure bị phải ép xuống chơi trung vệ gần như cả mùa giải 2008-2009 và cũng từ đó, sự mâu thuẫn cả hai đã trở thành một mối thâm thù. Nguyên nhân thứ hai được cho là cái tôi của Yaya Toure và cả Pep đều quá lớn. Cả hai không ai nhìn ai. Mỗi lần bị Pep cho lên ghế dự bị, chúng ta thường xuyên thấy được sự bực dọc và thái độ của Toure ra mặt. Ngoài ra, chính Toure cũng chăm thăm dầu vào lửa trong mối quan hệ hai người khi liên tục phát biểu trước truyền thông Tây Ban Nha là Pep không biết cách sử dụng mình và làm xáo trộn phòng thay đồ. Pep cũng không vừa khi một mặt ở câu lạc bộ, ông thường xuyên lạnh nhạt và hắc hủi Toure. Theo tiền vệ người bờ biển Nga chia sẻ, thì một năm là khoảng thời gian mà hai người không nói với nhau một lời nào. Còn khi đối mặt với truyền thông, Pep luôn bày tỏ quan điểm của mình là rất công bằng
và bác bỏ những ý kiến cho rằng bản thân ông lạnh nhạt và không nói chuyện với Touré. Thậm chí Pep còn phát biểu về việc rời Barcelona của Touré là do anh tự nguyện, chứ chẳng có sức ép nào từ Pep cũng như giới thượng tầng. Rõ ràng một người nào đó đã che giấu sự thật. Tuy nhiên, phải khẳng định tình yêu của Yaya Touré dành cho Barca luôn được thể hiện rất chân thành và nồng nhiệt. Trong năm đầu tiên sau khi ra đi, Touré đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở lại Barcelona vào một ngày không xa, khi mà Pep đã không còn ở đó. Mâu thuẫn của Touré và Pep ở Manchester City. Rời Barcelona, Yaya Touré đến nước Anh đầu quân cho Man City. Sau 8 năm gắn bó, Touré cũng đã rời Etihad với tư cách là huyền thoại. Bên cạnh vấn đề tuổi tác và chuyên môn giảm sút, ai cũng ngầm hiểu tiền vệ người bờ biển Nga đã chọn cách ra đi vì những mâu thuẫn với Pep Guardiola. Dù đã trở thành một trong những viên gạch đầu tiên xây dựng nền đế chế Man xanh, tuy nhiên vào năm 2016, ban lãnh đạo Man City trong tham vọng xưng bá châu Âu đã đưa Pep Guardiola về và ác mộng của Yaya Touré bắt đầu phần 2. Chỉ trong vòng 3 năm đầu ở nước Anh, Pep đã ném tới gần 150 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một tiền vệ trung tâm mới, bất chấp ông đang có trong tay một cái tên xuất sắc ở vị trí này là Yaya Touré. Được biết, mối quan hệ giữa Pep Guardiola và Yaya Touré ở Man City luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng, bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha gần như chưa bao giờ công nhận tài năng của tiền vệ này. Khi còn khoác áo Barcelona, Yaya Touré dù chơi ấn tượng đến mấy nhưng vẫn phải chia tay Camp Nou vì không được Pep tạo điều kiện, không chấp nhận việc bị bạc đãi và liên tục ngồi dự bị. Cuối mùa 27-28, tiền vệ người bờ biển Nga chính thức nói lời chia tay Man City sau 8 năm. Lý do đương nhiên là vẫn vì Pep. Ngoài ra, khi đến Man City, vai trò của Yaya Touré thậm chí đã lớn hơn rất nhiều khi anh còn ở Barcelona. Nên cầu thủ này cũng mạnh miệng phản pháo lại huấn luyện viên mới của đội nhằm đẩy ông đi khỏi Man City. Yaya Touré thậm chí còn tiết lộ một sự thật gây sốc rằng Pep luôn ghét bỏ anh chỉ vì màu da, tố cáo tư tưởng phân biệt chủng tộc. Ông ta rất tàn độc với tôi, nhưng anh có tự hỏi xem liệu rằng đó có sẽ đến cho Iniesta hay không? Bản thân tôi đôi khi cũng phải thắc mắc, không hiểu có phải màu da của mình hay không, cũng như nhiều cầu thủ Barca khác cũng có cùng suy nghĩ tương tự về ông ta. Có lẽ người châu Phi chúng tôi không được yêu quý và coi trọng. Hãy nhìn xem, những cầu thủ mà ông ta từng dính vào vấn đề ở mọi câu lạc bộ dẫn dắt, họ đều là người châu Phi. Nhưng tất nhiên rồi, ông ta quá thông minh để bị bắt bớ, đơn giản chỉ bằng cách không thừa nhận mà thôi. Tôi không thấy hiểu tại sao mình lại không được cống hiến cho Man City nhiều như mong muốn ở mùa giải trước, dù rằng tôi nghĩ những thông số của mình thậm chí còn tốt hơn một vài cầu thủ. Tôi có cảm giác ông ấy ghen tị với tôi, xem tôi như kẻ thù, cứ như thể tôi sẽ tỏa sáng và làm lu mờ ông ấy. Những lời phát biểu này là giọt nước tràn ly, là những lời buộc tội khiến Pep chẳng bao giờ có thể tha thứ cho Touré, dù sau này bản thân anh đã có những lời công khai xin lỗi. Ngoài ra, khi đến Manchester City, một nguyên nhân nữa khiến cho mối thâm thù giữa Pep và Yaya Touré thêm phần đậm sâu là việc người đại diện của Touré liên tục ra mặt trước truyền thông để gây sức ép cho ban lãnh đạo câu lạc bộ nhằm tống khứ Pep. Và đương nhiên, với cá tính không phải dạng vừa thì Pep chẳng bao giờ thích những người gây sức ép với mình như vậy. Và cứ như thế, Yaya Touré là người đã phải rời khỏi Manchester City. Rõ ràng, bản thân của Pep cũng như Touré đều không muốn mâu thuẫn cứ mãi tiếp diễn và ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân của đôi bên. Với mâu thuẫn này, Pep đã mất đi một cầu thủ rất giỏi, một người tuy không phù hợp với chiến thuật nhưng ít ra cũng là một phương án dự bị cực kỳ đẳng cấp. Với mâu thuẫn này, Pep cũng khiến phòng thay đồ của Barca và Man City bị xáo trộn rất nhiều, đặc biệt là cánh truyền thông, những người liên tục gây sức ép cho cả ông và Touré. Còn với tiền vệ người bờ biển Nga, anh là người chịu thiệt thòi nhất trong sự mâu thuẫn này. Giá như không có mâu thuẫn với Pep thì giờ đây Yaya Touré đã có mặt trong tập thể Barca của kỷ nguyên Tiki Taka, bước lên vũ đài của huyền thoại. Biết đâu không có mâu thuẫn với Pep thì giờ đây Touré đã trở thành huyền thoại quan trọng nhất gì của Manchester City và cũng được tạc bức tượng bên ngoài sân giống Cavani, Silva hay Aguero. Quả thật, những mâu thuẫn luôn đem lại những hậu quả to lớn cho bóng đá. Giá như cái tôi của hai người này hạ đi một chút, giá như họ có thể bắt cùng tần số của nhau thì giờ đây có khi trong lịch sử bóng đá, mà cụ thể là lịch sử Barcelona và Man City, đã thay đổi ít nhiều.